Chào mọi người đến với video tiếp theo mình nhé. Video này là chia sẻ cho các bạn một cái dự án định lượng mới anh em nhé. Và đăng ký thành công các bạn sẽ nhận được là 8888 USDT. Và USDT này thì nó chỉ dùng là demo anh em nhé. Dùng là demo thôi, nhưng con này thì mình thấy nó khá là chỉnh chu này. Cũng như là nó có cả những cái gói đầu tư. Và các bạn sẽ khi mà các bạn nạp tiền vào thì các bạn sẽ nhận được là 5% lợi nhuận nhé. Số tiền gửi thấp nhất là 10 đô. Đấy, ở đây thì nó sẽ không có gói anh em nhé, mà các bạn nạp bằng nào thì nó sẽ cộng là 5% cho các bạn. Ví dụ như 10 đô thì bạn được 5%, hoặc 20 đô cũng vậy anh em nhé. Ngoài ra thì nó còn có những cái gói đầu tư này, 3 ngày thì bạn sẽ được là 2%, 7 ngày thì được 2,2% và 90 ngày thì được 25%. Thì các bạn có thể thấy đây, 3 đến 7 ngày này thì là nó chỉ được là 2 đến 2,2% thôi, nhưng mà 90 ngày là được 25%. Thì ở đây các bạn sẽ phải có một cái tính toán nhé. Nhưng theo mình, nếu như các bạn chơi thì bạn có thể nạp vào 10 đô, sau đó là các bạn kiếm 5% lại mỗi ngày. Vì con này thì mình thấy lãi suất của nó cũng không cao lắm, nhưng mà được cái giao diện thì cũng khá là ok. Đăng ký thì các bạn click vào đường link mình để dưới phần bình luận của video. Nhập cho mình cái số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu này, email và gắn cái mã captcha ở đây nhá. Chọn đăng ký là được anh em nhá. Sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn sẽ đi vào đây, các bạn sẽ nhận được là 8888 USDT này. Bạn có thể thấy đây. Đấy, cái này thì là trí tuệ AI thu lợi nhuận chênh lệch từ giá các sàn giao dịch. Con này thì mình hy vọng là nó sẽ ổn định cho anh em kiếm lâu dài nhé. Ngoài ra ấy, thì cái phần thưởng này mời này là được 1 USDT. Nếu như mà các bạn mời được một người nạp 10 đô thì bạn sẽ được thêm là 1 USDT. Đấy. Mời 5 người thì bạn sẽ được là 5 USDT. Đấy, anh em cũng có thể là kiếm hoa hồng từ việc là chia sẻ cho bạn bè nhé. Còn nếu như các bạn muốn nạp tiền thì bạn sẽ chọn vào mục nạp tiền ở đây nhé. Ở đây thì nó có tài khoản thông minh và tài khoản phí. Tài khoản thông minh là các bạn nạp vào, bạn định lượng hàng ngày. Còn tài khoản phí này là các bạn nạp vào và các bạn đầu tư theo chu kỳ nhé. Đấy. Ở đây, con này một cái rất là hay này là các bạn có thể nạp bằng TRX. Thì những bạn mà có TRX ở cái phí trước với net này, thì các bạn có thể là chơi cái gói 3 ngày. Đấy, các bạn có thể chơi cái gói đầu tư 3 ngày để kiếm 2% lợi nhuận. Vì là cái TRX này ấy, thì các bạn chuyển từ chốt Winnet sang những cái địa chỉ ví khác, nó không mất phí anh em nhé. Khá là hay. Và đang có cả ETH này, TRC20, ETC. Đấy, các bạn có thể là chọn. Ví dụ như các bạn muốn chọn TRX thì bạn sẽ chọn là sao chép địa chỉ phí và về ứng dụng có cái đồng TRX để các bạn chuyển tiền nhé. Và đầu tư tối thiểu là 5 đô anh em nhé. Và sau khi mà đã chuyển tiền thành công rồi thì các bạn sẽ đi đến cái mục định lượng này và các bạn chọn bắt đầu định lượng cho mình nhé. Đấy, thì nó sẽ thu nhập nó sẽ được tạo ra từ. Ok, sau khi mà đã làm nhiệm vụ thành công thì mình kiếm được là 0,5 đô ở đây nhá. Mỗi một ngày mình đầu tư 10 đô thì mỗi một ngày mình sẽ kiếm được là 0,5 đô. Bằng giờ này ngày mai mình sẽ vào mình định lượng nhá. Đấy, còn rút tiền thì bạn sẽ chọn vào mục rút tiền ở đây cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn địa chỉ ví TRC20 này, nhập số lượng rút tiền này và mật khẩu chọn rút tiền là được anh em nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ thực hiện rút là 5 đô anh em nhá. Chọn rút tiền này. Rút tiền thành công. Thì bây giờ sẽ đợi tiền nó về tài khoản. Và trong lúc mà đợi tiền nó về tài khoản thì các bạn sẽ chọn vào cái mục chia sẻ để đây, các bạn muốn mời bạn bè thì bạn sẽ sao chép cho mình cái liên kết này và chia sẻ cho bạn bè. Có người theo cái link của bạn chơi, các bạn sẽ có hoa hồng nha. Ok, còn tiền của nó về rất là nhanh nhá, 0,5 đô này, tiền về cực kỳ nhanh, rút cái là tiền về luôn rồi. Các bạn quan tâm đến dự án này có thể click vào link và đăng ký tài khoản nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Và nếu như các bạn muốn chuyển sang tiếng Việt thì bạn chọn màn hình quả cầu này, chọn tiếng Việt này. Đấy, còn liên hệ với chăm sóc khách hàng thì các bạn sẽ click vào đây nhé. Rất là đơn giản thôi, cách chơi thì nó cũng cực kỳ là đơn giản. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video sau, bye bye.